Chào các bạn, chúc các bạn một buổi sáng vui khỏe và một ngày được an lành. Clip này mình muốn cảm ơn các bạn mấy ngày qua đã mua súng của gia mình. Các bạn thì mừng có hoa về trồng, còn mình cũng mừng là hồ được sạch sẽ để thả giống mới vào. Nhưng sáng đi trời sớm lắm, súng chưa được nở, nhưng mình khoe quý tử nhà mình nè. Hoa trắng to lắm các bạn mà chưa nở, mà mình lật đật đi chùa thành mình quay đi thôi. Nụ tím nụ trắng gì cũng chưa nở hết á. Mà cái đặc biệt cái hoa màu hồng đó là hoa sen nở, là nó nở à, mà nở sớm thì tan sớm thôi các bạn. Hơn 6 giờ là nở rồi đó. Và đây hoa vàng cũng chưa nở cho các bạn này. Hồ chứ được rồng rồi, mình sẽ thả giống mới vô. Thì mình cũng cố gắng chăm thật tốt để có những màu khác rồi cho tốt, rồi mình xé cho các bạn trông cho vui. Đây màu hồng này, nụ là nụ tím. Trời con sớm mấy súng chưa được nở, và luôn tiện mình mời các bạn cùng ngắm hoa sen với mình nè. Hoa sen của mình hôm nay là hai hoa hồng nở sặc sỡ luôn á, quá đẹp luôn. Ngày ni là ngày thứ hai bông lùa, rất là đẹp nha các bạn. Thôi thì màu gì cũng được hết á, mình rất là thích. Đây là màu trắng cũng ngày thứ hai này. Đây, mình có hai kiểu trắng nữa á, rất là đẹp các bạn ơi, dễ thương quá đi. Đẹp quá, màu gì cũng được các bạn ạ. Theo mình thì màu gì mà mình trồng thì cứ có hoa đi, chứ trồng không có hoa mới buồn. Con màu gì cũng được hết trơn á, đẹp chưa. Đây là nụ trắng, đây là ngày thứ hai này. Đây đẹp chưa, quá đẹp các bạn ơi, mình thích lắm luôn á. Và đây cũng có nụ nữa các bạn này, nụ này nè, nụ này nè. Miệng có hoa là được rồi, đối với mình là trồng là cứ có hoa đi, màu gì cũng được, màu gì mình cũng thích hết. Mà cái hoa sen ít chăm nghe các bạn, không có chăm, có hoa nở thì ngắm hoa nở, mà hồi nào hoa nở tàn rồi thì mình ngắm cái gương sen cũng đẹp nghe các bạn. Đây cái gương sen đẹp chưa các bạn nè, to lắm á. Hoa to thì gương sen mà to, mà không có hột nữa các bạn ơi, toàn hột xẹp không ha, rất là đẹp luôn. Hoa sen thì dễ trồng, ít chăm sóc. Các bạn qua clip này các bạn thấy thích thì cứ trồng đi nha, màu gì cũng được, miệng có hoa là đẹp rồi nha các bạn. Hoa nở thì ngắm hoa, mà hoa tàn thì đài cái gương hoa, gương hoa sen đẹp, rồi không nữa thì có lá ngon, lá sen cũng đẹp lắm các bạn. Thôi thì mình dừng clip tại đây nha. Chào các bạn.